Câu chuyện về một con chó sói bị chết cứng trong thân cây sồi đã gây tò mò cho rất nhiều chuyên gia cũng như những người khai thác gỗ ở Mỹ. Không có tác động của con người, càng không xuất hiện bất cứ phép thuật nào. Thế nhưng trải qua hơn 60 năm mà xác của con chó sói vẫn không có dấu hiệu bị phân hủy. Thậm chí nhìn nó như một mẫu vật được dựng một cách tỉ mỉ và chi tiết. Vào năm 1980, những người khai thác gỗ ở bang Georgia, Mỹ đã gặp phải một câu chuyện lạ khiến họ vô cùng bàng hoàng và bất ngờ khi cưa đổ thân của cây sồi trong rừng. Chất lượng gỗ không phải là điều mà họ quan tâm. Mối bận tâm chính của những người khai thác gỗ là sự xuất hiện xác một con chó sói ngay giữa thân cây sồi đang trong trạng thái bò nhoài lên phía trên ngọn. Mới đầu không ai biết nó đã mắc kẹt trong thân cây từ thời điểm nào, nhưng có rất nhiều ý kiến của các nhà chuyên gia đã cho rằng đây là giống chó sói xuất hiện vào những năm 1960, tức là 20 năm trước khi nó được phát hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn đang được chôn trong chính ngôi mộ mà nó tự tạo ra, ước tính khoảng chừng 60 năm. Kể từ thời điểm được người dân bang Georgia phát hiện thì cũng không hề xảy ra bất cứ sự can thiệp của hóa chất nào trong việc bảo quản xác con vật này. Vậy nên điều khiến các chuyên gia bất ngờ nhất chính là không tồn tại dấu hiệu phân hủy ở đây. Đây quả thực là một điều quá đỗi kỳ lạ và đi ngược với quy luật tự nhiên khiến rất nhiều người tò mò, thích thú tìm hiểu. Theo các chuyên gia Đại học West Florida, sở dĩ nó không bị phân hủy trong suốt 60 năm là bởi một vật liệu hết sức bình dân và quen thuộc với những người khai thác gỗ, chính là chiếc quan tài đã khóa chặt con chó sói tội nghiệp này. Thông thường khi một cá thể chết đi, mọi hoạt động sống của nó lập tức dừng lại, tạo điều kiện cho những vi sinh vật trong ruột sinh sôi, phát triển và gây ra tình trạng thối rữa. Cơ thể sẽ trương phình lên sau một thời gian, tim và não ngừng đập, tạo điều kiện cho những sinh vật khác ăn mòn từ lớp da rồi tiến sâu vào trong nội tạng. Thế nhưng điều này lại không xảy ra đối với xác chó sói bị khóa chặt trong thân cây sồi. Bởi theo các nhà khoa học, thì cây dẻ sồi chứa một chất được sử dụng trong việc thuộc da động vật và ngăn phân hủy. Chất này gọi là chất chitinin, có tính khử nước tự nhiên, hút chất ẩm và làm khô môi trường xung quanh. Nếu như bình thường quan tài được đặt ở nơi có độ ẩm cao, tạo điều kiện cho vi sinh vật ăn thịt, thì trong thân cây sồi lại chứa độ ẩm thấp, ngăn chặn quá trình phân hủy diễn ra, giúp cho chó sói hoàn toàn giữ được hình dạng ban đầu. Ngay khi phát hiện ra xác chó sói bị nhốt ở trong thân cây sồi, nhiều người khai thác gỗ đã đưa nó đến bảo tàng cây và trưng bày tại đây cho nhiều du khách tò mò tới xem. Nhiều người đặt ra câu hỏi nghi vấn vì sao nó lại có thể chui vào trong một thân cây và bị kẹt cứng thì nhận được lời lý giải là do tại thời điểm đó nó đuổi theo một con sóc hay gấu mèo chui vào lỗ hổng của thân cây. Càng treo lên cao thì lỗ hổng càng nhỏ, nhưng con chó sói tội nghiệp lại không biết cách tụt xuống nên đành chấp nhận phó mặc cho số phận bị khóa chặt tại đây. Ngày nay, khúc gỗ chứa xác của chó sói này được đặt tên là Stucky, đang được bảo quản ở bảo tàng Southern Forest World thuộc Waycross, Georgia. Nơi đây vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch tò mò về biết về sự tích mắc kẹt của con chó sói có tuổi đời hơn 60 năm này. Kể cả khi về bảo tàng thì Stucky vẫn giữ được nguyên hiện trạng, lại càng khiến cho những vị khách vãng lai tò mò.